Chào mừng anh chị đã đến với kênh video của hệ thống siêu thị điện máy Ecomart ạ. Trong ngày hôm nay em sẽ giới thiệu với anh chị một dòng TV QLED của hãng TCL, một mẫu có mã hàng đó là 55C815. Vậy chiếc TV của TCL 55 inch này có những ưu điểm nổi trội như thế nào? Em mời anh chị tiếp tục theo dõi video của bên em nhé. Nhân tiện anh chị có thể ấn vào nút đăng ký ở ngay phía dưới video để mình có thể nhận được những thông tin cập nhật mới nhất về giá của TV, chương trình khuyến mại cũng như là những tính năng của những dòng TV anh chị nhé. Cảm ơn anh chị ạ. Vâng, như thường lệ thì em sẽ đi qua về tổng thể thiết kế ngoại hình của chiếc TV trước đã. Chiếc TV QLED là dòng cao cấp nên chắc chắn hãng TCL họ đã có những cải tiến nhất định về các cái như là thiết kế ngoại hình, về đường viền của TV. Anh chị có thể thấy nó là bằng khung kim loại rất là đẹp, sang trọng hơn rất nhiều so với viền nhựa như mọi khi. Tổng thể đấy ạ. Ngoài ra ở phần chân thì TCL là một trong những hãng tích cực thay đổi về thiết kế nhất. Chân họ làm có hoàn toàn là bằng kim loại đây, chắc là kim loại hợp kim mạ inox gì đó, anh chị nhìn rất là sang trọng. Ngoài ra thì anh chị cũng có thể nhận thấy ngay, đó là ở ngay phía dưới video, ở ngay phía dưới TV ạ, ngay phía dưới TV có một hệ thống loa. Hệ thống loa này nó sẽ có đảm bảo quá trình xem của anh chị các cái trải nghiệm nghe sẽ tốt hơn. Và thương hiệu họ liên kết lần này nó là một dòng thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, đó là dòng loa Onkyo. Với dòng loa này là dòng loa rất nổi tiếng những năm qua của hãng Nhật Bản, nó sánh ngang với những hãng lớn như là Denon, nên là được tích hợp theo TV, anh chị có thể yên tâm về trải nghiệm nghe của mình chắc chắn được đảm bảo. Với bộ loa như này thì nhiều anh chị sợ rằng những bộ loa đi kèm theo TV ấy nó không to nên là mình phải mua thêm những dòng loa vi tính ấy. Thì thật ra loa vi tính chất lượng nó cũng không thể hơn loa TV quá nhiều đâu ạ. Nên là nếu có loa đi kèm theo như này, loa này là tích hợp liền cùng TV sẽ là tối ưu. Hoặc là anh chị có thể cân nhắc qua những dòng loa sau 3 cao cấp thì trải nghiệm nghe của mình sẽ tốt hơn rất là nhiều, sẽ hay hơn những dòng loa vi tính anh chị mua thêm mà nó là một sự lãng phí nhất định anh chị ạ. Tiếp theo thì em sẽ trao đổi qua về phần tính năng. Và về mặt hình ảnh trước ạ, thì như tên gọi, dòng TV này có tích hợp trên màn tấm nền chấm lượng tử. Thì màn hình chấm lượng tử là một thế hệ màn hình mới mà các hãng đang định hướng tới như TCL chẳng hạn. Dòng QLED sẽ bổ sung tinh thể nano lượng tử và tái tạo màu sắc chi tiết, mang lại giải màu cho hình ảnh lên đến chuẩn đến 99%, từ 95 đến 99%. Ngoài ra thì với độ tương phản nâng cao, hãng đã tăng cường hệ tương phản lên tới HDR10+. Với hệ tương phản sẽ tăng khả năng làm phong phú của màu sắc, trải rộng điểm tối nhất đến điểm sáng nhất, tạo độ chi tiết màu sắc của từng điểm ảnh. Công nghệ HDR10+ là công nghệ tối ưu nhất về công nghệ màu hiện tại, mang đến hình ảnh sáng hơn, gam màu rộng và hình ảnh chi tiết hơn. Thì cái chất lượng HDR10+ khi anh chị mua TV thì mình nên quan tâm tới, vì đấy là công nghệ gần như tiên tiến nhất về độ tương phản màu sắc rồi ạ. Và kết hợp với khung viền sẽ không có đường viền nữa nên là chất lượng hình ảnh sẽ càng được cải thiện tốt hơn, trải nghiệm xem của anh chị sẽ bao quát và rộng hơn rất là nhiều. Ngoài ra có một tính năng rất là hay liên quan đến chuyển động của hình, như anh chị có thể thấy ký hiệu là MEMC, đó là một công nghệ chuyển động mà hãng TCL tích hợp vào. Công nghệ có hỗ trợ tối đa tốc độ chuyển động ấy, tần số quét lên tới 120Hz. Nó sẽ mang lại những pha hành động chuyển động như là anh chị xem thể thao đây, hay là những pha hành động nó mượt mà hơn, sẽ đỡ mỏi mắt hơn rất nhiều so với những dòng TV mà có tần số chuyển động, tần số quét thấp. Ngoài ra về công nghệ hình ảnh rồi thì chúng ta có công nghệ âm thanh chân thực nữa, thì nó còn hỗ trợ cả Dolby và Atmos. Đặc biệt là công nghệ họ tích hợp sẵn gọi chung là Dolby Vision Atmos, nó sẽ cho cả chất lượng hình ảnh và chất lượng âm thanh tối ưu nhất,
trải nghiệm xem của anh chị yên tâm, được đảm bảo. Quay lại nữa, một tính năng rất là hay đó là hãng TCL có hệ điều hành là Android. Vâng, QLED có Android, Android hỗ trợ lên đến 9.0. Với TV Android thì giao diện rất trực quan và dễ dùng. Sau đây em có thể mở qua giao diện để anh chị tham khảo qua. Dạ, đây là giao diện Android, cực kỳ mượt mà anh chị nhé. Dòng này là dòng cao cấp rồi nên là chắc chắn sẽ đảm bảo độ mượt mà. Với hệ điều hành Android thì kho ứng dụng rất rộng, anh chị có thể tải thêm những ứng dụng khác nữa, xem phim, nghe nhạc, hoặc là những trang lớn như Netflix đây đã được tích hợp sẵn anh chị này. Mình xem thì sẽ có trải nghiệm nội dung rất là phong phú rồi ạ. Vâng, còn một điều nữa đó là hệ điều hành Android thì chắc chắn là chiếc TV này còn có cả tính năng hỗ trợ giọng nói tiếng Việt qua điều khiển, và hỗ trợ luôn cả sử dụng giọng nói, nó gọi là giọng nói điều khiển từ xa anh chị này. Với cái hand free voice control này, tức là mình sẽ dùng giọng nói khi đăng nhập tài khoản của Google vào và sử dụng bằng câu lệnh OK Google là TV sẽ nhận ra ngay và sẽ không cần phải sử dụng điều khiển nữa. Thì ở tính năng sử dụng giọng nói và OK Google ở chiếc TV của TCL này, em sẽ giới thiệu qua với anh chị trên một video khác ngắn gọn và hướng dẫn cụ thể dễ hiểu hơn cho anh chị ạ. Hôm nay thì em sẽ chỉ tổng quan qua về hình ảnh cũng như là chất lượng, tính năng và giá thành cơ bản của chiếc TV 55C815 này thôi. Thì cuối cùng là sau với những tính năng ưu điểm nổi trội như thế, thì quay lại về phần mục giá, thì anh chị có thể thấy giá hiện tại bên em đang giảm từ giá của niêm yết của hãng, đó là 22.990.000. Thì giá sẽ còn giảm xuống chỉ còn là 18.990.000 thôi, với một chiếc cao cấp anh chị nhé. Đây là dòng rất là cao cấp đấy ạ. Ngoài ra thì hãng sẽ hỗ trợ tặng cho anh chị một bộ máy lọc không khí của hãng TCL nữa. Cái này thì là quà tặng của riêng hãng nên họ sẽ liên hệ sau khi bên em bàn giao TV xong, thì hãng sẽ chủ động bàn giao máy lọc không khí cho nhà mình. Quà tặng cũng rất là hấp dẫn, và như những video khác em sẽ khẳng định với anh chị, đó là quà tặng của Ecomart kèm theo sản phẩm sẽ có luôn chế độ bảo hành, chính sách bảo hành như anh chị mua mới, nên là chế độ hậu mãi anh chị có thể hoàn toàn yên tâm. Bên em bán TV sản phẩm khuyến mại cũng có chế độ hậu mãi rất tốt. Ví dụ như sản phẩm TV sẽ có là một đổi một trong 30 ngày nếu gặp lỗi nhà sản xuất anh chị nhé. Và ngoài ra thì thời gian bảo hành của TCL là dài nhất trong các hãng, lên đến là 36 tháng, 3 năm đấy ạ. Là dài nhất trong các hãng luôn ạ. Em sẽ lướt qua lại một lần về tổng thể cho anh chị tham khảo qua nhé. Viền rất mỏng và ở đằng sau gần như hoàn toàn không sử dụng ốc. Đó là thiết kế nguyên khối ở phía sau ghép. Nói chung anh chị hoàn toàn có thể yên tâm về một dòng thương hiệu của TCL cao cấp ạ. Video của em đến đây là hết rồi ạ. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của bên em. Thì nhân tiện anh chị có thể tới trực tiếp trải nghiệm sản phẩm tại showroom của Ecomart, đó là Ecomart Đông Anh, km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội, hoặc là Ecomart 2 tại Thường Lệ, Đại Thịnh, Mê Linh. Và anh chị có thể truy cập trực tiếp vào trang web của Ecomart, đó là ecomart.vn, để tham khảo qua sản phẩm và những mặt hàng khác nữa. Em xin phép được kết thúc video ạ. Cảm ơn anh chị ạ.